nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một cô gái là Bhakacara, sinh ra trong gia đình buôn bán vàng giàu có nhất ở thành Xá Vệ. Nàng trót yêu một người đầy tớ trong nhà. Vì lo sợ gia đình không đồng ý cho nàng thành đôi, lại sợ ép gả cho gia đình quyền quý, nàng và tịch nhân đã bỏ trốn thật xa, cùng sống cuộc đời nông dân giản dị. Đến lúc sắp sinh, Bhakacara muốn được về nhà mẹ ruột để sinh con. Nhưng chồng nàng không đồng ý vì lo sợ sẽ bị bố nàng đánh đến chết. Bhakacara bèn lén lúc chồng vắng nhà khăn gói về nhà cha mẹ ruột. Nhưng mới đến bìa rừng, đứa trẻ đã chào đời. Chồng nàng đuổi theo, anh thấy vợ đã sinh hạ bé trai khấu khỉnh, vui mừng khôn xiết. Cả gia đình nàng trở lại ngôi nhà của mình. Khi đứa con đầu lòng đã lẩm chẩm biết đi, Bhakacara lại mang thai và sinh đứa con thứ hai trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, lần này bão tố trùng trùng. Khi đứa con vừa ra khỏi lòng mẹ, thì bỗng dưng một cơn bão ùn ập tới. Bhakacara chỉ kịp cởi cái áo khoác ngoài quấn cho con, nằm sấp xuống, chịu trận mưa như trút trên lưng, bảo vệ hài nhi bên dưới. Đứa con bên cạnh lại khóc ré lên vì ướt và lạnh. Nàng phải đổi tư thế, nằm khum người che mưa cho hai đứa con. Chồng của Bhakacara vừa kịp tới, chưa nói được một lời nào, chưa kịp nhìn đứa con ra sao, thì nàng đã thều thào đứt quãng. Hãy kiếm gấp cho thiếp cái gì đó để che mưa cho các con. Chồng nàng vội cầm rựa bước nhanh vào rừng. Trong khi đang tìm vật dụng che chắn cho ba mẹ con, bỗng một con rắn lớn lao ra, cắn chết chàng ngay tại chỗ. Còn Bhakacara, nàng đợi mãi không thấy chồng về, thân thể đã mỏi nhừ, đứa bé thì gào khóc đến khản cả giọng. Trời rạng sáng, bão tạnh, gió đã tan, vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu. Nàng xót xa cho rằng chàng đã chối bỏ trách nhiệm bỏ rơi ba mẹ con. Đứa bé mới chào đời nhờ được mẹ che chắn nên vẫn khỏe mạnh. Đứa còn lại run cầm cập, tái hết người vì lạnh. Thức ăn mang theo ngập trong bùn nước nên cả mẹ con bụng đói cồn cào. Lòng nàng đau như xác muối. Hết hy vọng chồng trở về, nàng lảo đảo đứng lên rồi thất thiểu tay bồng con, tay dắt con theo hướng chồng đã đi. Từng bước một, vừa bước vừa thở mệt mỏi và kiệt sức vì chống chọi suốt đêm qua, lại không có cái ăn. Đến lùm cây, nàng khựng lại, đau xé lòng vì nhìn thấy chồng mình đã chết. Xác chàng nằm cạnh một gò mối, kiến đã bò lên khắp mặt chàng. Nàng thương chồng vô hạn, tự trách bản thân đã nghĩ oan cho chồng. Núi rừng hoang vắng, đường về còn xa, xung quanh không một bóng người, không làng mạc, không một làn khói bốc lên. Cọp, beo, thú dữ. Vừa chớm nghĩ đến điều đó, Bhakacara vội gạt lệ, quay mặt đi, dẫn con bước nhanh. Đến một khúc sông hẹp, nàng dừng lại. Bình thường đây là khúc sông cạn, lội qua được, nhưng trận mưa như trút đêm qua đã biến nó thành một dòng nước dữ cuồn cuộn. Cả ba không thể cùng qua. Suy nghĩ một lúc, nàng đứng dậy, kiếm một ít cành củi khô và lá làm tấm đệm, đặt đứa bé mới sinh đang ngủ say lên đó. Nàng bồng đứa trẻ lớn, từng bước lội qua sông nước cao ngang ngực. Lạnh đói và kiệt sức, nhưng trước sự sống chết cùng bản năng làm mẹ, nàng đã vượt qua bờ bên kia. Vừa đặt đứa trẻ lên một đám đất khô, vừa thở một hơi lấy sức, Bhakacara lại vội lội sang bờ sông bế đứa trẻ mới sinh còn lại. Khi đến gần bờ thì một con chim ưng to lớn rà xuống, nhanh như cắt,
cắp lấy đứa bé mới sinh bay lên cao. Bà ta cha ra hoảng hốt, hai tay đưa lên, vừa vẫy loạn xạ, vừa lội đuổi theo, vừa la hét một cách điên cuồng. Đứa trẻ lớn bên kia bờ thấy mẹ vẫy, tưởng mẹ gọi, bị bõm lội qua sông. Chỉ chừng hơn 10 bước đã bị dòng nước xiết cuốn đi. Chỉ nhìn thấy đầu nhấp nhô, xa mãi rồi mất hút trong làn nước. Bà ta cha ra đuổi theo không kịp, lên bờ ngồi phịch xuống, lặng câm như hóa đá. Đau đớn tuyệt vọng, chồng và hai con trong một thời gian ngắn rời bỏ thế gian, rời bỏ nàng. Nỗi đau ấy khiến nàng dường như khóc hết nước mắt. Nắng đã lên cao, nàng cũng phải lên đường. Bụng không, lòng trống, nàng bước như một người mộng du. Miệng nàng lẩm nhẩm trong vô thức, như điên như dại. Chồng bị rắn cắn chết, một đứa bị chim ưng bắt, một đứa khác bị nước cuốn trôi. Chết, chết hết. Cuối cùng nàng cũng đến được thành phố, nhưng nàng đã không còn nhớ nổi lối về nhà. Ý thức lóe lên, nàng bèn hỏi một người đàn ông đi ngược chiều. Thưa ông có biết nhà của ông chủ tiệm vàng không? Người đàn ông nhìn nàng, vẻ kinh dị. Khi ấy tấm choàng của nàng đã rách tả tơi, dường như chỉ còn dính một lớp vải trên người. Mặt mũi lại bơ phờ, xanh xao, lấm lem bùn đất. Nhưng rồi ông cũng thương hại đáp. Tôi biết ông chủ ấy, nhưng bà hỏi làm gì? Bà ta cha ra đáp. Là nhà của tôi, của cha mẹ tôi. Người đàn ông khựng lại, im lặng một lát. Thôi, đừng đến đó nữa. Tại sao? Người đàn ông ngập ngừng rồi nói. Đêm qua, dông sét dữ dội. Sấm sét từ trên trời đã đánh ụp xuống khu vực đó. Tiệm vàng kia tan nát cả và cũng cháy thành tro bụi. Có lẽ hàng trăm người ở đó ra tro cả rồi. Chẳng còn gì ở đó đâu. Bà ta cha ra ngồi thụp xuống, không còn biết gì nữa. Nàng đã hóa điên thật sự. Mấy ngày hôm sau, trên đường phố kinh thành xá vệ, mọi người trông thấy một cô gái điên, dường như không có gì che thân, đi lang thang lết thết. Đến đâu cô gái cũng bị xua đuổi, có kẻ nguyền rủa cô điên khùng, kẻ ném vật lạ, những đứa trẻ chạy theo chọc phá. Cô gái thì bước đi lắc lư, cười trông điên dại, lâu lâu lại lẩm bẩm. Chồng chết, hai con chết, cha mẹ chết, anh chị em chết, tôi trai tớ gái chết, chó mèo chết, chết hết rồi, chết hết thật rồi. Trong vô thức, buổi chiều cô gái điên lang thang bước vào cổng đại tịnh xá Kỳ Viên. Sau lưng là một bầy trẻ nít la hét cười giỡn ầm ĩ, quăng đất, quăng rác cùng với những lời mắng chửi đuổi theo. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp tại giảng đường. Một số người tạp dịch thấy cô gái điên lõa lồ đang gần bước đến chỗ tôn nghiêm. Một số hổ thẹn không dám nhìn, một số khác tìm cách đuổi cô đi, đuổi luôn cả đám con nít. Đức Phật cất tiếng nói vọng ra từ giảng đường. Hãy để cho Bà Ta Cha Ra đi vào chỗ Như Lai. Ngay lúc ấy, cô gái như tỉnh cơn mê dài, ngoảnh nhìn mình, thấy thân thể không có gì che, sợ hãi ngồi thụp xuống, rồi ngồi úp bụng, úp mặt xuống đất. Người đàn ông tạp dịch nghe tiếng nói của Đức Phật, ông cởi tấm áo của mình quăng cho cô gái. Này chị, hãy mặc vào cho kín đáo, Đức Thế Tôn cho gọi chị đấy. Bây giờ mọi người mới dám đến gần bên, kẻ đưa khăn lau mặt, kẻ đưa thêm khăn hoàng, người đưa thêm giải buộc để cô gái đi vào giảng đường. Đến chỗ Đức Phật, nàng sấp mặt, khóc như chưa bao giờ được khóc, vừa khóc vừa kể chuyện con chết, chồng chết, cha mẹ chết với giọng nói vô cùng bi thảm, thê lương. Đức Phật để cô khóc cho thỏa, sau đó Ngài từ bi nói với cô rằng, hãy thôi khóc Bhattacharya, không chỉ có nay con mới khóc vì chồng con, cha mẹ, anh em. Thật ít ỏi làm sao là những lượng nước mắt ấy.
trong ba cõi sáu đường trầm luân sinh tử. Con cũng đã từng khóc triệu triệu người con, triệu triệu người chồng, triệu triệu người cha, triệu triệu người mẹ trong những hoàn cảnh khác nhau. Bệnh tật, ốm đau, bị chặt đầu, treo cổ, tán gia bại sản, tù tội, bị vu oan, bị động đất, nhà tan cửa nát, bị lửa cháy, bị voi chà, hổ ăn thịt, bị rắn độc cắn, bị tên bắn, bị dao chém, bị phản bội, bị nước cuốn, bị phanh thây, bị lóc thịt, bị bỏ thây nơi chiến trường. Mà những giọt nước mắt ấy cộng lại còn nhiều hơn nước của bốn đại dương nữa kìa. Bà Tà Cha Ra nghe Phật nói xong thì ngưng khóc. Nàng lau ráo lệ, quỳ sát đất đảnh lễ Ngài một lượt nữa rồi nói: Bạch Đức Thế Tôn, hiện con không có chỗ nương tựa, không có chỗ bảo vệ, xin Ngài hãy giúp con. Đức Phật từ bi nói: Này Bà Tà Cha Ra, trên cõi đời này chẳng ai nương tựa được ai, chẳng ai bảo vệ được ai, chẳng ai có thể giúp ai. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, thân thuộc, cuối cùng đều phải bị thần chết mang đi cả thảy. Và Đức Phật từ bi giảng giải về những ai biết buông bỏ, lìa xa tham sân, dục vọng si mê, bước trên con đường tu hành thì mới thật sự có chỗ nương tựa vững chắc, chỗ bảo vệ an toàn trước thần chết. Vừa nghe xong lời pháp này của Đức Phật, Bà Tà Cha Ra dường như tỉnh ngộ, quyết tâm tu hành. Nàng Bà Tà Cha Ra hóa điên vì cái chết của tất cả người thân, sau này đã trở thành Tỳ Kheo Ni Bà Tà Cha Ra. Bà được Đức Phật tuyên dương nhờ đời sống mẫu mực, quy củ. Bà trở thành đệ nhất về thông luật và trì luật bên ni giới, cuối cùng đắc quả A-La-Hán. Đức Phật giảng rằng, nước mắt mà nàng Bà Tà Cha Ra đã khóc trong vô lượng kiếp trầm luân sinh tử còn nhiều hơn cả bốn đại dương. Vậy thì chúng ta, những người cũng còn đang ngập lặng trong sáu nẻo luân hồi, có lẽ cũng từng chịu nhiều khổ đau như thế. Có muôn ngàn giọt nước mắt đã chảy vô nghĩa vì ta vẫn bám chấp vào danh lợi tình, mê mờ không thấy lối ra. Nhưng cũng có giọt nước mắt khiến ta tỉnh ngộ ra sự vô thường của kiếp nhân sinh, bước trên con đường tu hành chính đạo. 2500 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Giờ đây đã là thời mạt pháp. Những người có tâm cầu đạo không khỏi buồn thương rơi lệ. Nhưng xưa nay, thần Phật chẳng phụ người thiện tâm, tồn giữ thiện niệm. Biết đâu một ngày kia sẽ gặp được Đức Phật của thời đại chúng ta.